Chúng ta tiếp tục. Sau khi chúng ta đã trao đổi quanh các kỹ thuật tìm giới hạn, bây giờ chúng ta sẽ đưa vào một khái niệm mới. Thật ra là mình chỉ rút gọn lại quy trình mà nãy giờ mình đã làm thông qua khái niệm là vô cùng lớn, vô cùng bé. Khái niệm này đã có trong video, tôi xin phép hoàn toàn không lặp lại, không định nghĩa lại gì hết. Nói nôm na, ta chỉ cần nhớ hai chuyện. Chuyện thứ nhất, vô cùng bé là đại lượng tiến về không. Chuyện thứ nhì, vô cùng bé tương đương là tỷ số của nó bằng 1. Ví dụ như cái liêm nào bằng 1 mà của hai thằng cùng tiến về không? Nãy giờ mình đã học sin x chia cho x, phải không? Và ở đây mặc dù chắc nó không chính xác, nhưng mà tôi nghĩ rằng cũng có thể toàn bộ phần mình học nó đến từ cái lời giải ngớ ngẩn sau đây. Đó là nếu em gặp liêm của sin 5x trên sin 7x thì có em nói rằng thưa thầy, trên tử có chữ sin, dưới mẫu cũng chữ sin, em đơn giản đi. Như vậy còn 5x chia 7x em lại đơn giản mất chữ x, vậy ra 5/7. Cả lớp thấy sao, đáp số đúng không các bạn? Đáp số đúng, nhưng cách giải sai, làm sao mình đi chữ sin được? Tuy nhiên người ta luôn nói rằng là trong bất kỳ cái phát biểu nào ngớ ngẩn nhất luôn có ít nhất là 1% logic trong đó. Vậy cho nên chúng ta hãy bình tĩnh xem xét. Và bây giờ ta đưa vào khái niệm vô cùng bé tương đương. Nếu ta có alpha tương đương alpha 1, beta tương đương beta 1, thì khi mình tìm liêm alpha chia beta, mình có quyền viết cái liêm alpha chia alpha 1 và beta 1 chia beta. Như vậy là giống như mình đã chia alpha 1 thì mình phải nhân thêm, nhân beta 1 thì mình chia thêm. Và bây giờ do đây là tương đương nên cái này tiến đến 1. Beta tương đương beta 1 vậy cũng tiến đến 1. Vậy mình rất bất ngờ được liêm alpha chia beta bằng liêm alpha 1 chia beta 1. Nói một cách khác, ta có quyền thay vô cùng bé tương đương vào cái thừa số trong tích hoặc là thương. Khi mình tìm liêm, nếu mà mình có một cái thừa số, thầy nhấn mạnh thừa số là gì? Giống như bài phân tích đa thức ra thừa số lớp 8, đó là nhân chia đó, hiểu không? Thì em được quyền thay nguyên cái cụm đó bằng vô cùng bé tương đương. Nhưng làm sao em biết thay bằng cái gì? À, hồi nãy mình đã học sin x chia x tiến tới 1 nè, tan x chia x tiến tới 1, ơ x trừ 1 chia x tiến tới 1. Tất cả cái gì tiến tới 1 thì cũng đều chứng tỏ là cặp tương đương hết. Vậy mình có sin x tương đương x tương đương tan x, lấy arc sin hai vế thì nó tương đương nốt arc sin arc tan. 1 trừ cos thì tương đương x bình chia 2. Các đại lượng khác cũng vậy. Và bây giờ nếu trên góc độ đó thì ta hãy nhìn lại liêm sin 5 trên sin 7. Nếu bạn các em không đơn giản chữ sin đi mà lại viết dày, liêm này là bằng gì cả lớp? Do sin u tương đương với u khi u tiến về 0. Như vậy sin 5x em có quyền thay bằng 5x, 7x em thay bằng 7x, và x này rút gọn. Vậy bây giờ mình ra 5/7. Và bây giờ lời giải này chẳng những đúng về mặt đáp số mà hoàn toàn đúng về mặt cách giải luôn. Và thật ra nó chính là cái cách mà em có thể viết bài này. Thành ra là sin 5 chia 5 rồi nhân 5, dưới này sin 7 chia 7 nhân 7, rồi em mới cho là 1.
Nếu hiểu được chuyện đó thì bây giờ bài kế tiếp này mình sẽ làm gì? Lem của lóc 1 cộng 2 tan ít chia sin ít. Ta không thèm viết gì hết. Ta lấy luôn cả lớp. Sin ít với mẫu tương đương gì? Ít, đúng rồi. Quá gọn gàng. Trên tử lóc của 1 cộng 2 tan ít có dạng gì? Lóc của 1 cộng U. U là 2 tan tiến về 0 đó. Như vậy lóc của 1 cộng 2 tan ít tương đương với gì? 2 tan ít. Đừng dừng lại, 2 tan ít tương đương với gì? 2 ít. Như vậy cái này trên tử chẳng qua là 2 ít. Và bằng 2. Và thiệt ra cái triết lý này có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, nếu mình nhìn vô lời giải thì mình thấy là mình đã đơn giản các cái hàm khó. Mẫu có chữ sin, mình đơn giản đi. Tử có chữ lóc, mình đơn giản. Rồi đến chữ tan, mình đơn giản nốt. Hiểu không? Mình đưa về dạng lý thừa, và dạng lý thừa mình rút gọn được. Do cái bảng vô cùng bé tương đương này, nó chứa đựng tất cả các cái hàm sin, cos, tan, sin, cos, mũ, lóc, và kể cả hyperbolic. Cho nên trên nguyên tắc tìm lim, nếu em gặp hyperbolic hay các hàm khác mà ở dạng thừa số, tích thường bên trong tiến về không, em đều có thể dùng cái thuật này. Nhưng điều thứ nhì tôi nhấn mạnh, đây chỉ là quy tắc đúng trong chuyện tìm lim. Thực tế thì sin 5x có bằng 5x không? Không. Nhưng khi tìm lim thì nó ra như nhau cả lớp, rõ chưa? Cho nên nếu em tìm lim em dùng, ok. Nếu em giải phương trình sin 5x bằng 0 mà em lại viết thành 5x bằng 0 thì chắc chắn là sai. Vậy ha. Nhưng ở đây nhấn mạnh chuyện này chỉ đúng vào tích thương. Còn hễ mà tổng hiệu thì nói chung là sai. Ví dụ như bài này, nếu mà em nào thay sin x là x, tan x tương đương vậy x luôn, thì đáp số là 0. Và cái 0 này chỉ đúng cho số điểm tụi bay nhận được. Bởi vì bài này hồi nãy mình làm rồi, mình ra trừ 1 phần 2. Như vậy mình chỉ được quyền thay vào tích thương, không được quyền thay vào tổng hiệu. Nhưng có một trường hợp mình được quyền thay vào tổng hiệu, đó là khi mình có vô cùng bé khác cách. Ở đây khi mình đã có sin x tương đương x, 1 trừ cos x tương đương x bình trên 2, thì đến đây có thể mình nói thế này: logic của mình là sắp tất cả các vô cùng bé vào trong cái thang x mũ alpha. Alpha càng bé thì là vô cùng bé cấp càng thấp, alpha càng lớn, hiểu không, thì là vô cùng bé cấp càng lớn. Và cái chữ bé ở đây ứng với thấp, tổng vô cùng bé tương đương vô cùng bé cấp thấp nhất. Vậy nếu em gặp lim là tổng vô cùng bé, em không thay tương đương vào, nhưng em nhìn thấy toàn bộ cái tổng đó nó có nhiều cấp khác nhau, bé tức là thấp, vậy em giữ cấp thấp nhất lại thôi, giữ đúng một số hàng thôi, rồi sau đó số hàng đó em phá tiếp. Tổng vô cùng bé tương đương với cấp thấp, nghe chưa? Nhớ bé là thấp. Và một lát nữa cũng đoán ra luôn, tổng vô cùng lớn sẽ tương đương với vô cùng lớn cấp cao nhất. Và chuyện đó là thật ra mình đã gặp hồi lớp 11, khi mình tìm liên của phân thức chia phân thức, khi x ra tới vô cùng mình chỉ ngó số hàng bậc cao nhất thôi, bé là thấp, vô cùng lớn là cao. Như vậy chẳng hạn như bài này mình gặp tổng thì mình không thay được ha. Nhưng nếu mình bình tĩnh quan sát cả lớp, bây giờ ta không thèm xem viết chữ liêm luôn, ta viết là mẫu trước đi, hết sức là có hiếu, luôn luôn là để mẫu lên đầu, mà mẫu sẽ lên đầu được. Như vậy mẫu số ít tiến tới không tương đương gì cả lớp? Lóc 1 cộng U, thầy xin nhắc lại, ráng thuộc lòng ở đây, không quá khó thuộc đâu.
sin x tan x thì tương đương với x, 1 trừ cos x thì tương đương x bình chia 2, 2 đặt mũ lóc. Mũ x trừ 1, tại sao phải có trừ 1? Tại vì nó phải là vô cùng bé. Mũ 0 là 1, nên phải là mũ 0 trừ cho 1 mới ra số 0 vô cùng bé được. Mũ x trừ 1 cũng tương đương x, và log 1 cộng x cũng vậy luôn, để ra log 1 đó cũng tương đương x luôn. Tôi nghĩ là cái thuộc này tại chỗ. Vậy bây giờ hãy nhìn mẫu log của 1 cộng x bình thì sao? Log của 1 cộng x bình tương đương với gì? X bình, đúng rồi. Bây giờ tử số tổng, nhưng mà không sao, log của cos x thì mình hãy viết log thì nó bắt buộc phải có số 1 ở trong mới phá được. Vậy mình viết thành 1 cộng cos x trừ 1, hiểu không? Như vậy bản thân số hạng đầu tiên tương đương gì? Log của 1 cộng u tương đương với cos x trừ 1. Mà cos x trừ 1 thì chính là gì? Trừ x bình chia 2, đúng rồi. Còn đằng sau là 2x3. Vậy đây là hai số hạng, 1 bằng 2, 1 bằng 3, hiểu chưa? Vậy thì em sẽ giữ lại cấp thấp. Do đó tử số tương đương với trừ x bình chia 2. Và rốt cuộc liêm này bằng mấy khi chia nhau tụi bay? Tử là trừ x bình chia 2, mẫu là x bình. Vậy đáp số là bằng trừ 1 phần 2. Cả lớp hiểu không? Chiến thuật vô cùng lớn, vô cùng bé sẽ giúp mình tìm các bài liêm rất là nhanh. Tương tự bài này thầy sẽ không giải, nhưng mà thầy sẽ chỉ nói hướng giải ha. Lần lượt phá cho thầy. Mẫu số ta có bậc mấy vậy? Sin mũ 3 là bậc 3. Như vậy bậc này bậc 1, thì cái này bỏ đi. Tổng tương đương cấp thấp mà. Tử đây là bậc 2. Tan bình x cũng là bậc 2. Còn cái này x tiến tới 0 thì ở trong là sin căn 2 trừ căn 2 bằng 0. Như vậy sin u tương đương với u. Như vậy là tương đương với cụm này. Cụm này làm sao mình xử lý? Cụm này giống hàm lý thừa. Nếu em rút căn 2 ra ngoài thì bên trong sẽ là 1 cộng x chia 2 mũ 1 phần 2 trừ 1. Và chúng ta có thể nhớ rằng cái này sẽ tương đương với cái gì? Alpha u. Như vậy sẽ là căn 2x chia 4. Tại vì cái chữ x thật sự của em bài này á, trong công thức cuối cùng là x chia 2, mẫu alpha là 1 phần 2, hiểu không? Như vậy ở trong nó tương đương với x trên 2 nhân 1 phần 2 nhân với căn 2 nữa. Như vậy có thể đọc đáp số được không? Đây là bậc 1, số hạng sin là bậc 1, cái này bậc 2, bậc 2. Vậy tử mình giữ lại bậc mấy? Bậc 1, thấp mà, mẫu giữ lại bậc 1. Như vậy, tử là căn 2x chia 4, mẫu là 2x. Vậy đáp số bài này là mấy? Căn 2 chia 8. Thay vì tụi bay viết ra nhân chia loạn xạ, tụi bay chỉ việc quan sát. Và đây, cái bài này rất phổ biến trong trắc nghiệm. Lý do là họ cho bài rất dài. Đứa nào mà đâm đầu vô biến đổi thì sao? Thì làm mất thời gian, hiểu chưa? Giờ nãy có đứa lên hỏi tao một bài liên lóc gì đó, và tao nói rằng tao chưa trả lời. Vậy nó rất nhiều khả năng có thể dùng cái này. Chừng nào thầy dạy xong, thử làm xong không ra để hỏi. Bây giờ cả lớp chỗ này là khuyến mãi không yêu cầu. Tao chỉ nói thật ra ít khi sử dụng, nhưng mà người nào dùng được rất là tốt. Thật ra với vô cùng bé, vô cùng lớn tương đương, ta vẫn có thể thay vào tổng với một điều kiện, hai điều kiện đúng hơn. Em chỉ được quyền thay vào lũy thừa, tức là em thay f tương đương với lambda x mũ alpha được, g tương đương với lambda first x mũ beta. Và sau khi thay lũy thừa vào, cái tổng bên này không tự động bằng không, thì lúc đó em được quyền thay.
Như vậy, ví dụ như liêm sin x cộng x chia cho x. Trước khi thầy nói nguyên tắc này, thầy hỏi mấy em có thay sin x bằng x được không? Câu trả lời dứt khoát ban đầu phải là không. Trăm lần không, ngàn lần không. Tại vì đó là thay vào tổng. Hiểu chưa? Nhưng bây giờ nếu mà thầy nói mở rộng thì em thấy rằng em thay sin x tương đương x là lũy thừa. Và thay xong trên tử em được cái gì? 2x. 2x thì đâu phải là biểu thức triệt tiêu bằng không đâu. Vậy thì em được quyền thay. Và khi em thay xong thì bài này là 2x chia x, đáp số là 2. Đương nhiên đúng. Nghĩa là mở rộng ra mình được quyền thay vào tổng bất kể bằng mấy, nhưng với điều kiện là em khi em thay cái hàm bên tay phải là lũy thừa và cuối cùng tổng nó lại nó không tự động triệt tiêu. Ví dụ như bài này nè, thầy hỏi thay sin căn x cộng 2 trừ căn 2 bằng cái cục này vào tổng có được không? Câu trả lời là thầy thay vậy thì không được, tại vì cái này chưa lũy thừa. Hiểu chưa? Nhưng nếu thầy thay bằng cái này thì được không? Được, vì cái này là x mũ mấy? X mũ 1, đúng rồi. Tức là tụi bay có quyền thay vào tổng với hai điều kiện. Cái biểu thức của tụi bay đó cuối cùng nó dành là x mũ alpha. Nghe chưa? Và sau khi tụi bay cộng hết cái biểu thức đó thì nó không tự động ra không. Nó chỉ cần ra cái cục gì đó không phải là không là mình xài được hết. Nó chỉ vậy thôi. Nhưng nếu mà đây là nguyên tắc mở rộng, trong sách không nhắc tới. Do đó cái khả năng mà các em sử dụng cũng không quá cao. Còn bây giờ thầy chỉ nói chớp nhoáng, riêng vô cùng lớn thì nó lại rất kỳ lạ cả lớp. Vô cùng lớn không có tương đương. Vô cùng bé mình có một đống thứ sin x tương đương x. Hiểu chưa? Một trừ cos x tương đương x bình trên 2. Còn vô cùng lớn thì mình chỉ có 3 vô cùng lớn hay gặp trong nhà trường. Nhớ thuộc lòng cho thầy. Vô cùng lớn là đại lượng tiến ra vô cùng. Vô cùng lớn mạnh nhất là gì? Là hàm mũ cơ số lớn hơn 1. Ví dụ như e mũ x, 2 mũ x. Thằng đó tiến ra vô cùng vũ bảo luôn. Thằng thứ gì cùng tiến ra vô cùng là gì? Hàm lũy thừa x bình x3 x4 x mũ alpha lũy thừa alpha dương, nó cũng ra vô cùng luôn nhưng nó chậm hơn. Và thằng cuối cùng là hàm log cơ số lớn hơn 1, nó cũng là lũy thừa, nó xin lỗi, nó là vô cùng nhưng chậm vô cùng. Về mặt đồ thị ta sẽ có cả lớp đồ thị, ví dụ như hàm parabol x bình là như vậy. Có ra vô cùng không? Có. Nhưng nếu đồ thị x bình như vậy thì đồ thị 2 mũ x sao? Còn dốc ác hơn nữa. Hiểu không? Nó độ dốc còn lớn hơn nữa. Còn hàm log thì sao? Nó cũng ra vô cùng nhưng nó ra đi chậm hơn rất nhiều. Khi mà tìm liêm đa số tôi hoàn toàn không hiểu được, luôn luôn gặp sai lầm ở hàm mũ, hàm lũy thừa, hàm log, kết luận sai. Đương nhiên tôi biết lớp 12, ba hàm đó các em chỉ lo giải phương trình mũ, log, lũy thừa, không quan tâm lắm đến cái tốc độ tiến ra. Nhưng mà nó đâu có khó đâu. Hàm mũ mạnh nhất, hàm lũy thừa x mũ alpha ở giữa và hàm log chậm nhất. Và mình có nguyên tắc tổng vô cùng lớn khác cấp thì tương đương vô cùng lớn cấp cao nhất. Và có quyền thay vô cùng lớn tương đương bậc tích hoặc thương khi tính liêm. Nhưng mà cái chuyện này là hiển nhiên. Và mình hay vận dụng là nếu mình gặp liêm của đa thức, phân thức khi hít ra vô cùng thì vô cùng lớn cấp cao nhất chắc chắn là cái mũ cao nhất. Nên em giữ lại số hàng kim cùng. Vậy ha, vô cùng bé có rất nhiều công thức tương đương, vô cùng lớn thì có gì?
tao giúp thôi. Thầy nghĩ rằng à, tao viết lại đi coi, coi có thể trả lời được không nha. Liên ít tế cộng vô cùng, thầy viết lại 2 mũ ít cộng cho 3x 2018 dưới này chia cho 4x 2020 cộng 3 lóc cơ số 10 của x liên này bằng mấy? Bây giờ có thấy x đến vô cùng, 4 cái này đều là vô cùng lớn không? Tất cả mũ, lóc, lũy thừa vô cùng lớn hết. Bây giờ quyết định coi tử số, tử số đâu sẽ là lớn nhất, đâu là đại ca. 2 mũ ít, mũ, khỏi nói. Mẫu số 4 ít mũ 2020, hiểu không? Như vậy ta giữ cấp cao nhất. Và bây giờ ta gặp mũ chia cho lũy thừa, nhưng mà mũ thì sao? Mạnh hơn lũy thừa, cho nên liêm này sẽ ra vô cùng. Đó, nó không có nhiều vô cùng bé, nó không có nhiều vô cùng lớn tương đương nha. Nhớ được cho thầy là ba thằng quan trọng, và nhớ là tổng của nó là cấp cao nhất ha. Rồi, và tùy khóa trước, khi các em phối hợp bài này với quy tắc Lupitan sau này thì em có một cách giải tốt nhất cho bài tìm liêm. Vì sao? Vì quy tắc Lupitan bắt em lấy đạo hàm, mà đạo hàm của em thì sẽ làm sao? Dễ, rất là phức tạp. Cho nên chiến thuật của mình sau này sẽ là trước khi tìm liêm, mình hãy dùng vô cùng lớn, vô cùng bé tương đương rút lại thành biểu thức gọn nhất. Và khi rút lại xong, ta không làm được bằng vô cùng tương đương nữa, thì khi mình có biểu thức gọn nhất rồi, mình mới chuyển sang dùng đạo hàm Lupitan. Chiến thuật của mình sẽ là như vậy. Vậy thì mình hãy nắm kỹ cái kỹ thuật này ha. Rồi bây giờ ta hãy đi tiếp. Hy vọng là 5-7 phút thôi, phần liên tục. Phần này rất là ngắn gọn. Một trong những áp dụng của giới hạn, à quên, giới hạn thì áp dụng thứ nhất là tiệm cận, nhưng mà tiệm cận video có đề cập đến, các em tự xem. Trên này thầy sẽ không có phân tích. Liên tục thì khi đồ thị là một đường liền thì mình nói hàm số liên tục. Định nghĩa rất là rườm rà, hàm liên tục tại x0 khi fx xác định tại x0 và trong lân cận, và liêm fx bằng fx0. Nhưng mà thông thường chỉ việc nhớ cái này thôi. Và hãy yên tâm, vì tất cả các hàm quen thuộc, hàm sơ cấp trong nhà trường, khi xác định thì liên tục hết. Chẳng hạn như cho hàm fx bằng log của 1 cộng x chia căn của x. Hỏi hàm này khi nào liên tục? Đừng có sợ liêm gì hết. Đây là hàm một công thức bình thường. Vậy nó liên tục khi và chỉ khi nó xác định. Và nó xác định tức là sao? Mẫu số x phải sao? Dương. Còn tử số log 1 cộng x phải dương, tức là x lớn hơn trừ 1, vậy ghép là x dương. Như vậy với các hàm bình thường thì liên tục chẳng qua chỉ là xác định. Còn nếu hàm không phải sơ cấp, tức là hàm định nghĩa, người ta gọi là hàm từng khúc. Tại vì ta thấy bên tay trái x bé hơn 0 là một dạng, x từ 0 đến 1 là một dạng khác. Thì nếu ta gặp hàm từng khúc như vậy và tìm điều kiện để hàm liên tục, lúc đó em mới dùng định nghĩa. Và định nghĩa đơn giản, ta phải có liêm của f khi x tiến về 0 từ bên trái. Tức là mình dùng cái này thì bằng liêm của f khi x tiến từ 0 từ bên phải, và liêm của f khi x tiến đến 1 từ bên trái bằng liêm của f x tiến đến 1 bên phải.
ta thấy cái này x tiến về 0, đây là 1, x tiến về 1, đây là a cộng b, nó cũng chính là f1 luôn. Vậy cho nên chúng ta không cần phải đặt f1 vô đây. Lim của f x tiến tới 1 từ bên trái là a cộng b, và lim này là 1. Vậy hóa ra mình có vô số. À xin lỗi, ở đây thầy nghĩ là thầy viết x tiến tới 0 từ bên trái thì cái này sẽ ngược lại là dòng này viết sai. Tiến tới 0 từ bên phải, x tiến tới 0 thì cái này là b thôi. À, mấy em tìm ra dễ dàng. Bây giờ hàm liên tục đó có vài tính chất. Hàm liên tục trên một đoạn thì đương nhiên bị chặn, đạt được giá trị bé nhất lớn nhất và quét hết mọi giá trị ở giữa. Và trong câu này trắc nghiệm hay hỏi đến thì hai chữ cực kỳ quan trọng là liên tục và đoạn. Nếu đứa nào để sức học mà gặp trắc nghiệm hỏi về mấy câu lý thuyết này thì kiểm tra cho thầy có chữ liên tục và đoạn không. Có nó mới đúng. Ví dụ như bỏ chữ đoạn đi, fx bằng 1 trên x trên khoảng 0,1 có liên tục không? Hồi nãy nói rồi, với hàm đơn giản muốn biết liên tục không thì mình chỉ cần coi cái gì? Xác định hay không? Hàm này có xác định khi x dương không? Có. Vậy hàm này liên tục thưa thầy. Nhưng hàm này có bị chặn, tức là f lớn hơn hay bằng cái này, bé bằng cái kia trên khoảng 0,1 không? Cho x tiến tới 0 coi, thì 1 trên x tiến ra mấy? Vô cùng. Bỏ chữ đoạn đi thì tất cả tính chất này đều sao? Sai hết. Vậy cho nên nếu mà gặp những câu trắc nghiệm lý thuyết như vậy thì em cần phải kiểm tra chữ liên tục và chữ đoạn nghe chưa. Và đặc biệt cái mệnh đề f nhận mọi giá trị trung gian giữa min và max là hơi khó hiểu. Thầy hãy dùng một ví dụ để giải thích. Sự khác biệt của hàm và hàm liên tục qua một cái câu rất đặc thù về hàm số như vậy. Câu dưới: bao nhiêu hàm số xác định trên R thỏa mãn f bình x bằng 1 với mũ x. Câu trả lời: f bình x bằng 1, a bình phương bằng 1, tức là a bằng gì? Tức là a bằng cộng trừ 1 phải không? Như vậy yêu cầu bài toán là fx bằng 1 cũng được, fx bằng trừ 1 cũng được. Vậy cả lớp nghĩ có bao nhiêu hàm? Chính xác, vô số hàm. Đừng có nghĩ rằng là f bằng 1 hoặc bằng trừ 1 với mỗi x. Thật ra là f bằng trừ 1 tại bất cứ điểm nào cũng được, và bằng trừ 1 cũng được. Vậy thầy sẽ lấy hàm như vậy: f a là bằng 1, còn tất cả các chỗ khác thầy cho f bằng mấy? Trừ 1 hết. Hàm này thỏa, tại vì thầy định nghĩa xong rồi. Và cứ một a khác nhau là thầy có một hàm khác. Vậy thầy cho a chạy thì thầy sẽ có vô số hàm. Nhưng câu b giống y như vậy và thêm chữ liên tục thì trước tiên ta có hàm đầu tiên là hàm đồng nhất bằng 1 với mỗi x. Hàm này đồ thị là đường ngang, đường liền, vậy là liên tục đúng không? Hàm nữa là hàm nào đưa bay? Fx đồng nhất bằng trừ 1. Và ngoài ra liệu mình có hàm khác nữa không? Nếu mình có một hàm nữa, tức là hàm đó
nhận 1 tại A, nhận trừ 1 tại B. Vì hàm đó liên tục nên hàm đó phải nhận tất cả giá trị trung gian giữa trừ 1 với 1. Hiểu chưa? Cho thầy một giá trị giữa trừ 1 với 1 coi. Không, thầy lấy một giá trị khác đi, thầy sẽ dành chữ không cho chữ khác. Ví dụ như thầy lấy giá trị 0,5 đi, tồn tại C để FC bằng 0,5. Đúng không? Nhưng mà theo tính chất F phải bằng 1 với trừ 1 này nè, thì F được quyền bằng 0,5 không? Không. F chỉ được quyền nhận giá trị là 1 hay là trừ 1 thôi. Nói một cách khác, nếu mà theo chữ liên tục, em phải vẽ một đường liền đi giữa 1 với trừ 1 và chỉ được quyền nhận hai giá trị đó. Rõ ràng em có đường nằm ngang phía trên và đường nằm ngang phía dưới. Cả lớp hiểu chưa? Vậy cho nên chỉ cần thay một chữ liên tục vô là lập tức tính chất bài toán khác hoàn toàn. Ha. Và hồi nãy là nói số 0 là rất là đúng. Ta dùng số 0 đó nếu mà chúng ta có hai giá trị FA, FB trái dấu nhau thì đương nhiên giá trị trung gian nằm giữa hai cái thằng trái dấu chắc chắn ít nhất phải là số 0. Vậy mình có tính chất là tồn tại C thuộc khoảng AB sao cho FC bằng 0. Sử dụng tính chất đó, mình có thể chứng minh phương trình có nghiệm mà không giải ra. Ví dụ phương trình này, nếu mình xét Fx bằng x2020 trừ x2018 trừ 1, hàm F này đương nhiên liên tục. Vì mình chứng minh nghiệm dương nên mình chỉ quan tâm từ 0 tới vô cùng. Mình có thể thấy F0 là trừ 1 là âm. Và bây giờ nếu chúng ta chỉ ra được một điểm mà F dương nữa là xong. Mình có thể list bằng mấy? X bằng 2 chẳng hạn. F2 là dương. Như vậy chắc chắn giữa 0 với 2 phải tồn tại điểm mà Fx bằng 0. Vậy là có nghiệm. Rồi ở đây thì bài liên tục như tôi nói, thầy chỉ cẩn thận cháu biết về: một là định nghĩa, hai là tìm A để hàm liên tục, ba là nếu mà trắc nghiệm có câu lý thuyết thì nhớ rằng các tính chất giống như bị chạm đạt giá trị bé nhất lớn nhất, trung gian hai đầu có nghiệm, quan trọng nhất phải là cặp chữ gì? Một là phải có chữ liên tục và hai là phải có chữ đoạn, nghe chưa? Ta không đào sâu vào chuyện đó nhưng mà toán nghiên cứu rất là kỹ lưỡng, đây là đối tượng quan trọng. Hầu như tất cả các chứng minh quan trọng nhất của toán đều dựa trên hàm liên tục hết. Chỗ này thì tôi nói thêm, có một số em gửi mail rất tích cực, có một số em hỏi thăm về những vấn đề liên quan đến tìm hiểu thêm môn học hoặc là thậm chí đăng ký để bồi dưỡng dự thi Olympic giải tích. Tôi có trao đổi bộ môn, thì bộ môn đang xin trường, nếu trường tiến hành không khó khăn đâu thì sẽ mở một cái môn học. Môn học đó là môn mở cho tất cả học sinh có trên VGA e-learning, là môn giải tích một nâng cao chẳng hạn, phục vụ cho Olympic giải tích. Thì môn đó em không cần đi học, tôi đẩy tài liệu lên, tôi đẩy bài giảng bổ sung thêm tính chất liên tục này nọ. Đứa nào muốn theo dõi, lâu lâu có thể lên coi YouTube liên trên đó. Cả lớp hiểu không? Tức là thuần túy là chỉ để em nào muốn tìm hiểu thêm, chỉ vậy thôi, chứ không có cần phải đăng ký, không bắt buộc đi thi, không bắt buộc gì hết ha. Nhưng chuyện nó cũng phải chờ trường tiến hành. Bây giờ trong vòng 15-20 phút cuối cùng, chúng ta hãy đi vào phần đầu tiên của chương 2, đạo hàm. Hôm nay mình chỉ kịp nhắc 2-3 ý. Cả lớp, thầy xin nhắc rất là vấn tắc, và thầy phải nói thêm, then chốt cái sai lầm nhiều nhất của phần này sẽ đơn giản là tính đạo hàm. Mà tính đạo hàm thì các em đã làm từ 11-12. Chính vì vậy trên lớp này tôi sẽ không nhắc nhiều. Chủ yếu các em tự lấy bài tập, tự coi, tự ôn, tự đọc. Nhưng mà cái thầy nhắc là gì? Trước tiên
đạo hàm theo định nghĩa F phớt A là liêm của Fx trừ Fa chia x trừ A khi x tiến tới A. Sẽ có một số bài dùng tới đạo hàm định nghĩa nhưng rất ít ha. Ứng dụng của cái này cả lớp nhìn kỹ nè, ta thấy rằng Fx trừ Fa giống như là hiệu số của hai giá trị, và do đó người ta thường hay ký hiệu là delta F, còn gọi là số gia của hàm số. X trừ A thì là số gia của biến số, và lim tức là giá trị của biểu thức này rất là gần với Fx A. Vậy chúng ta có được công thức delta F, độ thay đổi của hàm F sắp xỉ bằng F'A nhân cho delta X. Một trong những ý nghĩa của đạo hàm là đạo hàm sẽ đặc trưng cho độ thay đổi của hàm số. Muốn biết hàm số thay đổi bao nhiêu ha, thì chúng ta hãy lấy độ thay đổi biến số nhân cho đạo hàm. Chẳng hạn như hồi nãy ta đã bắt đầu buổi học bằng trao đổi về thanh niên đẹp trai này, ngỏ lời hẹn hò, và sau khi hứa hẹn ta không ngạc nhiên gì hết với những lời hứa hẹn của đàn ông, thì nàng này đã đồng ý, chàng này bắt đầu cứ 7 ngày một gói quà, 15 ngày một lần mời đi xem phim. Nhưng mà tự nhiên sau 4 tháng chàng này tăng lên 3 ngày một quà nhỏ, 7 ngày một quà lớn, 10 ngày một lần đi ăn. Và như vậy, vì chàng này đã tăng cái cường độ quan tâm đến, cho nên chắc chắn rằng cái tình cảm của bên kia đáp lại cũng phải thay đổi. Làm sao chúng ta tìm được cái độ thay đổi của tình cảm khi mà bên này thay đổi cái cường độ quan tâm? Ta phải làm gì? Ta tìm hàm tình yêu, ta lấy đạo hàm hàm tình yêu, ta nhân với lại cái độ thay đổi của độ quan tâm đó, ta sẽ tính ra được. Nghe chưa? Hãy nhớ công thức đó. Rồi, giờ rủi mà gặp ra đạo hàm âm thì chết nữa. Càng quan tâm thì càng dễ bị đá. Rồi cả lớp, để tính đạo hàm thật ra ta không dùng đạo định nghĩa, ta dùng hai nhóm công thức. Nhóm công thức là đạo hàm, hàm tổng, hàm hiệu, hàm tích, hàm thương. Và nhóm thứ nhì là đạo hàm các hàm cơ bản, hàm lũy thừa, sin, cos, vân vân. Cái này lớp 12 đã nói nhiều, tôi sẽ không đề cập đến. Nhưng ở đây, cái mà tôi cực kỳ quan tâm là học sinh sau thời gian quên rất nhiều đạo hàm của hàm học. Hãy nhớ công thức đơn giản: x bình đạo hàm là 2x, nhưng mà u bình phương thì đạo hàm là 2u nhân u phớt. Đừng có quên u phớt đó. Ta có công thức đạo hàm hàm học và phải vận dụng cho nó khéo léo. Ví dụ như sin bình x đạo hàm ra gì cả lớp? 2 sin x nhưng mà còn nhân thêm cos x. Quan trọng nhất, sai lầm nhiều nhất chính là chỉ đi nhớ đạo hàm của hàm đơn và khi gặp hàm hợp quên mất u phớt. Thế thì ở đây trong chương trình người ta có thể ra câu tính đạo hàm nhưng phát biểu dưới nguyên tắc khác. Đạo hàm bên cơ học giúp mình đo vận tốc, thì trong thực tế cũng vậy. Tốc độ thay đổi tức thời của một đại lượng F như là hàm số theo T sẽ chính là F với T. Và đơn vị của cái đạo hàm đó đó, nó giống như vận tốc. Vận tốc, vật đang chuyển động mét trên giây. Xin lỗi, mét, và tính thời gian T theo giây thì vận tốc là mét trên giây. Nếu nhà sản xuất có lợi nhuận là đồng tính trên số lượng sản xuất ra thì vận tốc
sẽ chính là bao nhiêu đồng trên một đơn vị sản phẩm. Giống như là delta F chia delta X. Và một câu ta có thể gặp không khó nhưng mà hình thức làm hơi lúng túng: lợi nhuận công ty nước giải khát P là đồng khi bán X ngàn chai nước, công ty sản xuất được bao nhiêu chai thì ứng với một mức lợi nhuận nào đó. Vậy hỏi xác định tốc độ thay đổi lợi nhuận khi thị trường tiêu thụ 9.000 chai. Thì câu hỏi chữ vốn là điều mấy em không thích, nhưng mà xử lý khá dễ dàng. Ta chỉ biểu tính B first của mình là trừ 800X cộng 6800, 9.000 chai. Vậy mình tính B first 9.000 phải không? Rất tốt. Đọc kỹ đơn vị, ở đây quá là đơn vị là ngàn chai. Vậy em phải tính là B first 9 ra bao nhiêu vậy? Trừ 400. Đáp số trừ 400 có đúng không? Chưa chắc đúng. Phải nói đơn vị thôi. Trừ 400 gì? Chai trên ngàn. Đây là chỗ mà cả lớp nghe kỹ. Nếu đứa nào quên thì hãy nhớ lại B phớt chính. B phớt chúng ta cũng viết là DB trên DX đúng không? B là đơn vị là đồng, X là chai. Vậy nên là trừ 400 đồng chia cho chai phải không? Vẫn còn sai. Chính xác, đồng chia cho ngàn. Tại vì X là ngàn mà. Có nghĩa là ở mức 9.000 chai, nếu sản xuất cứ tăng thêm 1.000 chai thì lại có khả năng lợi nhuận lại sao? Giảm đi ha. Đó là cái câu hỏi thực tế cẩn thận về đơn vị. Và cuối cùng của bữa nay, ta vừa nói đến hàm, ta vừa nói đến đạo hàm của hàm hộp, cho nên thầy muốn cả lớp coi ứng dụng này. Trong một số trường hợp cả lớp, như thầy đã nói tuần trước, hàm số không phải ra dưới dạng y bằng yx mà còn ra dạng hàm ẩn, tức là fx y bằng 0. Thì từ đây nếu xem x như biết rồi thì mình sẽ giải được y và mình có hàm ẩn. Thực tế là cái này mình chỉ coi như giải được thôi, nhưng mà để không thèm coi như mình giải được mà thậm chí bắt mình tính tiếp y phớt. Như câu dưới đây, tính y phớt khi x3 cộng y3 bằng 6xy. Và bài này nếu đứa nào định giải y ra theo x trước thì chắc chắn là thất bại. Bởi vì sao? Bởi vì đây là phương trình bậc 3, mình sẽ không cách nào có công thức giải được hết. Vậy bài này mình phải làm gì? Cả lớp cái mánh khá đơn giản như vậy. Khi đề bài bắt tính y phớt, tức là em hãy xem y là hàm theo x. Vậy bây giờ em hãy đạo hàm trực tiếp hai vế theo x. Đề bài thế nào cũng không thoát khỏi cái chuyện tính đạo hàm theo x. Vậy mình tính cẩn thận. Đầu tiên đạo hàm của x3 là gì? 3x bình. Và bây giờ đạo hàm của y3 theo x là gì? Đáp đầu tiên là không phải ông thầy? Đồng với x đâu? Có phải là không không? Nếu là không thì em đang xem y là hằng số theo x. Và chuyện đó không đúng. Tại vì y mà ta là hàm, x thay đổi, y thay đổi, cả lớp hiểu không? Như vậy không thể là không được. Vậy em biết rồi, ba y bình, phải không? Nếu ba y bình là em đang lấy đạo hàm theo y. Chính xác, vì y là hàm theo x cho nên cái này không phải là hằng số, cũng không phải theo y, mà là ba y bình nhân y phớt. Tương tự bên tay phải, 6 là hằng số mang ra ngoài, x nhân y
như vậy là U nhân V. Vậy mình có U phẩy V, đạo hàm của X là 1, cộng V phẩy U là X nhân inverse. Và đặc thù nhất của bài này là hồi nãy mình không giải được Y theo X, nhưng bây giờ khi mình lấy đạo hàm xong thì chắc chắn em tính được Y phẩy. Em sẽ gom Y phẩy lại, ta có 3Y bình trừ 6X nhân Y phẩy bằng 6Y trừ 3X bình. Và do đó Y first sẽ bằng 2Y trừ X bình chia cho Y bình trừ 2X. Yêu cầu viết phương trình tiếp tuyến tại 33, em thế X bằng 3Y bằng 3 vào thì em sẽ tính được đây là 6 trừ 9 là trừ 3, 9 trừ 6 là 3, Y first là bằng trừ 1. Và phương trình tiếp tuyến sẽ là Y trừ 3 bằng trừ X trừ 3, Y trừ Y0 bằng Y phẩy nhân X trừ X0. Nói một cách khác, trong hàm ẩn ta sẽ có hai đại lượng XY, và khi lấy đạo hàm em phải phân biệt. Em có thể gặp đến ba kiểu đạo hàm. Thứ nhất là đạo hàm trên đúng cái thằng chứa X bình thường. Thứ nhì, đạo hàm của thằng không chứa X và không liên quan gì hết thì là hàm số. Thứ ba là đạo hàm chứa cái biểu thức dính đến cái hàm đầu bài nhắc, thì em lúc đó em phải xem là hàm học. Nghe chưa? Tức là nếu bài này chỗ này mà có thêm cái A, B, C gì đó thì đương nhiên đạo hàm nó ra không, bởi vì nó không liên quan gì đến X, nhưng chứa Y là phải vậy. Và nếu hiểu được bài này rồi thì ta hãy kết thúc bằng một bài kinh tế đỉnh, để cho tụi bay thấy rằng là tụi bay bắt buộc phải tập đọc hiểu, bởi vì không có gì tệ bằng đi làm sếp thảy cho một cuốn tài liệu dày cộm và nói trời ơi sếp trong đó nhiều chữ quá em đọc không được. Trời ơi, kỹ sư gì mà ngay cả cái chuyện là tài liệu đọc đã không muốn đọc cả lớp, hiểu không? Một xưởng thủ công mỹ nghệ hàng ngày sản xuất quy gì đó vòng tay với X là số giờ công của nghệ nhân loại 1 và Y là số giờ công nghệ nhân loại 2. Như vậy cho chú ý, xưởng sản xuất vòng tay có thể nghệ nhân loại 1 là chỉ lo làm, loại 2 là cái vòng, còn loại 1 là lo đục khắc gì đó cho đẹp. Và rõ ràng là cái sản lượng của xưởng phụ thuộc vào số giờ công của nghệ nhân. Càng nhiều nghệ nhân, càng nhiều giờ công thì trên nguyên tắc càng nhiều sản phẩm. Cho nên quy ở đây theo X là bình thường. Hàng mỗi ngày xưởng sử dụng 30 giờ công nghệ nhân loại 1 và 20 giờ công nghệ nhân loại 2. Hãy tính sắp xỉ số giờ công cần điều chỉnh với nghệ nhân loại 2 của xưởng. Nếu nghệ nhân loại 1 giảm 1 giờ công và xưởng cần giữ số lượng hàng ngày như vậy. Nghĩa là xưởng hàng ngày sản xuất bình thường, tự nhiên đùng một cái sáng nay nghệ nhân loại 1 gọi đến báo đi trễ 1 giờ. Việc đi trễ 1 giờ nói chung sẽ làm cho sản lượng sao? Giảm. Nhưng mà nếu yêu cầu là phải sản xuất đúng như vậy thì cách duy nhất là đành phải yêu cầu nghệ nhân loại 2 nào đó, hiểu không? Nếu mà có thể lên thay được thì phải làm thêm để thay phòng đó. Câu hỏi, ta cần điều chỉnh bao nhiêu đây? Và cả lớp thấy rằng bài này thật sự rất thực tế. Ta có kế hoạch sản xuất, ta có mục tiêu là sản lượng hàng ngày không thay đổi, ta có bức tranh thay đổi, ai đó vắng mặt, ai đó làm thêm giờ, ta cần điều chỉnh ra sao? Và cách tiếp cận bài này thật ra lại rất bình thường. Trước tiên, sản lượng hàng ngày như cũ nghĩa là gì? Nghĩa là cái quy này đến sao cả lớp có thay đổi không? Không. Như vậy mình cần quy bằng 2x3 cộng x bình y cộng y3 bằng hàm số. Nhưng chỗ này chúng ta phát hiện ra đẳng thức mà fxy bằng căn số nó sẽ cho chúng ta một hàm ẩn. Có điều nên coi chừng, hàm ẩn gì? Y theo x
hay x theo y đều có thể hết. Ta mới đọc tiếp đề bài. Đề bài nói gì? Số giờ công cần điều chỉnh với nghệ nhân loại 2 nếu nghệ nhân loại 1 giảm 1 giờ công. X là số giờ công nghệ nhân loại 1. X giảm đi 1. Và câu hỏi là bây giờ y cần điều chỉnh, tức là delta y bằng mấy? Như vậy là cái gì giảm trước, cái gì kéo theo cái khác thay đổi? Giữa x và y ta có hàm y theo x hay là x theo y? Y theo x. X điều chỉnh dẫn tới y điều chỉnh mà. Như vậy ở đây hàm ẩn của mình là y theo x. Hiểu chưa? Vậy chứ bài này liên quan gì đến đạo hàm? Ta lại nhớ hồi nãy thầy có nhắc nhân ví dụ hàm tình yêu nổi tiếng của cặp kim đồng ngọc nữ đang ngồi rung đùi vì tận hưởng. Delta y công thức là gì cả lớp? Là sắp xỉ bằng y 7 nhân delta x. Như vậy đến đây delta x có chưa? Có rồi. Delta x sẽ bằng trừ 1, tại vì giảm. Delta là sao? Trừ trước. Giảm, như vậy là delta x bằng trừ 1. Và delta y tính như thế này. Vậy hóa ra bài này ta có hàm ẩn, ta tính y first, ta tìm delta y. Cả lớp thấy không? Hóa ra toàn bộ cái bài chữ rất là nhiều, nhưng mà phát biểu lại sau một lúc lập luận chặt chẽ, ta sẽ đưa về công thức bình thường. Hãy cùng nhau lý giải coi, làm sao tính inverse đây? Cho thầy biết coi mình cần làm gì. Mình sẽ đạo hàm hai vế theo x, vì là inverse x. Đọc coi, đạo hàm sao đầu tiên ra mấy? Đây nè, quy bằng constant. Đạo hàm coi ra gì? Đầu tiên là 6x bình, rồi đến gì nữa? 2x y, đúng rồi. Rồi đến gì nữa? X bình y first. Và cuối cùng là 3y bình nhân y first. Bên tay phải sẽ bằng 0. Như vậy ta tính được y first sẽ bằng trừ 6x bình cộng 2x y chia cho x bình cộng 3y bình. Theo đề bài, x bằng 30, y bằng 20. Em hãy tìm cách tính ra y first và cuối cùng delta y ráp vô với đây sẽ bằng trừ y first, tại vì delta x là trừ 1 và dấu trừ ở đây cũng cho thấy là chúng ta đang đi đúng đường, tại vì khi mình thế x y vô đây thì y first sẽ mang dấu âm. Vậy delta y là số dương. Đúng rồi. Nghệ nhân nghĩ muốn bảo đảm đủ sản lượng thì rõ ràng cái phần còn lại phải sao? Phải làm tăng giờ lên. Cả lớp rõ chưa? Ta sẽ học nó ở đây ha. Rồi, rất tốt. Như thường lệ tôi sẽ đẩy bài này lên mạng. Ta sẽ có hai bài 2A là khúc đầu vô cùng lớn, vô cùng bé, 2B liên tục đạo hàm. Ta dừng lại đây.